Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi giọng nói khi chơi game trên Samsung hay là cách đổi giọng nói trên Samsung. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Store nha. Rồi khi các bạn đã vào cái ứng dụng Store này rồi nè, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm này nha. Rồi các bạn tìm cái ứng dụng là Goodlock Đây cái ứng dụng thế này Rồi các bạn bấm tải xuống nha Rồi thì sau khi các bạn đã tải cái ứng dụng code lock đây rồi Bước tiếp theo các bạn bấm mở lên Rồi bước này các bạn bấm vào Live Up rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống. Các bạn tìm tới cái ứng dụng là Sau Assistant. Đây, cái ứng dụng Sau Assistant đây, các bạn bấm tải về nha. Rồi, thì sau khi cái ứng dụng Sau Assistant nó đã tải về xong, bước tiếp theo các bạn kéo lên này. Kéo lên thì nó có cái ứng dụng Show Assistant này các bạn bấm vào cái ứng dụng này cấp quyền cho sau assistant thì các bạn bấm tiếp tục nha rồi các bạn bấm cho phép nha rồi bước này các bạn kéo xuống tới cái mục đấu giọng này thì các bạn bấm vào cái mục đấu giọng này rồi các bạn bấm trong khi dùng ứng dụng rồi các bạn bấm bật các một cái lay like nha. Rồi khi các bạn đã bật lay like đó thì các bạn có thể Đổi được giọng nói trên sum sum rồi nè. Các bạn muốn đổi giọng bé gái thì các bạn bấm vào chọn vào bé gái. Đó. Hay là nam trung niên. Khoa học viễn tưởng kinh dị nè. Siêu trần Em bé. Robot. Đó, các bạn muốn chọn À, cái giọng kiểu nào thì các bạn bấm vào nha. thì ở đây mình sẽ chọn kiểu giọng bé gái, thì mình sẽ bấm vào bé gái này. rồi vậy là điện thoại của mình nó đã đổi giọng nói à, thành công nha. bây giờ các bạn có thể quay video hay là các bạn có thể chơi game á, thì à, cái giọng nói của mình nó sẽ được thay đổi như thế. rồi bây giờ các bạn muốn tắt thì các bạn vào lại cái ứng dụng uh, sau Assistant này. Rồi các bạn kéo xuống các bạn tìm tới cái mục đấu giọng nha. Rồi các bạn sửa lại mặc định nè. Rồi các bạn có thể bấm tắt đi cũng được. Đó. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi giọng nói khi chơi game trên Simsum hay là cách đổi giọng nói trên Simsum. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.